Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mẫu hoa hồng như thế này. Đây là cánh hoa mà mình đã làm mẫu sẵn. Thì các bạn để ý cho mình, ở cánh hoa này thì mình làm 4 trạng thái của hoa nhá. Đầu tiên là tính ra cũng chỉ có 3 thôi. Đó là cái phần búp hoa chưa nở, và tiếp theo là phần búp hoa đã kiểu như là nó nhỡ nhỡ ấy, nó nở, nó mới chớm nở thôi. Nữa là bông hồng, ở đây thì là bông hồng nở cũng khá là to. Tiếp nữa là một bông hồng nở đều, nhưng mà ở đây thì mình nở to nhất, nhưng mà mình ở đây thì mình làm hơi ít cánh nên nó cũng không được to, mà nhìn nó cũng giống giống cái bông bông này. Nên là các bạn nào muốn thay đổi các kích thước của hoa thì các bạn là gắn thêm nhiều cánh hoa nha, thì nó sẽ rất là đẹp. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cánh hoa như thế này. Thì để làm được cánh hoa như thế này thì chúng ta cần một số nguyên liệu như sau. Đầu tiên là giấy nhún này. Giấy nhún thì giấy để làm hoa thì các bạn tùy chọn cái màu hoa mà các bạn định làm nhá. Đây mình làm hoa hồng đỏ nên mình sẽ chọn giấy nhún màu đỏ. Màu xanh để làm lá và làm đài. Và một số nguyên liệu khác như là băng keo sáp, màu xanh keo sữa, kẽm cành, thước kẻ và kẽm si này để chúng ta làm lá nhá. Chỉ có một số và chỉ buộc chỉ có một số nguyên liệu như vậy thôi. Thì trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần cánh hoa trước nha. Các bạn chuẩn bị cho mình một tờ giấy nhún màu đỏ như thế này, có kích thước khoảng 4,5. Nhân với nhân với 7 cm nhá. Tùy theo các bạn muốn làm hoa to thì các bạn làm cánh nó to hơn, với kích thước nó to hơn nhá. Thì chúng ta sẽ cắt tạo hình cánh hoa như sau. Sau khi cắt tạo hình cánh hoa thì chúng ta sẽ được một cánh hoa như thế này. Tiếp đến là chúng ta sẽ, các bạn sẽ dùng tay để kéo giãn cái cánh hoa này ra. Như vậy là chúng ta đã được một cái cánh hoa như thế này. Thì để làm cái phần búp bên trong ấy, thì các bạn làm cánh hoa nó nhỏ hơn một chút nha. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái cánh hoa nó, cái búp hoa, phần búp hoa ấy, nó nhỏ hơn thì các bạn làm tầm 4 cm nhân với 7 nhá. Tương tự như vậy. Thì các bạn cũng cắt cái phần hai lớp cánh bên trong cùng ấy, thì các bạn cắt nó nhỏ hơn một chút nha. Hoặc là bằng cũng được. Theo mình thì nó nhỏ hơn thì nó sẽ đẹp hơn. Đây, các bạn cũng dùng tay để kéo giãn nó ra như thế này. Rồi các bạn dùng, sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ được 3 cái cánh như thế này. Thì các bạn sẽ dùng cái kẽm cành này hoặc bất cứ vật dụng nào mà các bạn cảm thấy nó phù hợp nhé. Thì các bạn uốn cong nó như thế này, cuốn hai bên, sau đó thì cuốn nó ở giữa như vậy. Thì các bạn sẽ với hai cái cánh mà mình đã cắt như này thì các bạn để nguyên nha, các bạn đừng cuộn cánh như thế này. Thì các bạn làm cho mình khoảng
10 đến 15 cái cánh như thế này rồi các bạn cuộn lại nhá. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bông, các trạng thái của cánh hoa, của hoa nha. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ làm cái phần bước hoa bên trong trước nha. Các bạn đặt cái kẽm như thế này, hoặc là các bạn có thể dùng keo sữa nha. Đặt như thế này rồi các bạn cuộn nó lại như thế này nha. Ở đây thì cái đầu tiên thì mình làm nó cũng không được đẹp lắm. Tiếp theo thì các bạn cuộn tiếp cái lớp cánh thứ hai, các bạn cũng cuộn nhẹ nhàng như thế. Chúng ta đã ra được gần cái nhị của bông hoa rồi thì các bạn dùng chỉ để buộc nó lại nhá. Để cố định cái cánh hoa lại như thế này. Chúng ta sẽ được cái phần búp bên cái phần những cánh hoa bên trong cùng như thế này. Thì tiếp theo thì các bạn sẽ cuộn những cái lớp cánh tiếp theo. Với những cái búp hoa nhỏ như thế này đấy thì các bạn chỉ cần làm thêm hai cái lớp cánh nữa là được nha. Như thế này thì các bạn cũng đã tạo được một cái búp hoa nhỏ nhỏ rồi. Đây là cái cánh hoa làm cái nói nhiều quá bị lẫn. Làm cái phần hoa nó nhỡ nhỡ như thế này đấy thì các bạn làm thêm khoảng vài cái cánh nữa nhá. Không nghĩa là mình nói hai cánh nhưng mà phần búp hoa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sau cùng nha. Còn cái phần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái cánh hoa nhỡ trước. Làm cái bông hoa nhỡ trước. Rồi thêm một cái cánh nữa là chúng ta đã được cái cánh hoa, một cái bông hoa nhỡ rồi nha. Thì tùy các bạn muốn làm cái bông hoa nó nở to như to hay nhỏ, nở nhiều hay nở ít thì là do các bạn nhé. Đây, sau khi mình ghép thì nó sẽ được cái phần bông hoa nhỡ như thế này. Đó, thì các bạn sẽ dừng lại ở đây nha. Dừng lại thì để lát nữa chúng ta ghép phần đài vào thì chúng ta đã được một cái bông hoa nhỡ nhỡ như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ làm cái bông hoa nở hết cỡ nha. Với cái tiếp tục thì chúng ta sẽ ghép thêm những cái cánh vào cái phần bông hoa mà nhỡ nhỡ như thế này. Chúng ta sẽ ghép lần lượt các cánh còn lại vào.
Càng nhiều cánh hoa thì chúng ta sẽ càng được cái bông hoa nó to nhá. Cái phần chỉ buộc của mình nó hơi ngắn ngắn. Sau khi các bạn ghép hết các phần cánh hoa mà mình đã cắt ra thì các bạn sẽ được một bông hồng như thế này. Đây là bông hồng mình làm là nó nở rất là to. Với cái bông hồng to như thế này thì các bạn làm khoảng từ 15 đến 20 cánh nha. Thì nó sẽ được nở to như thế này. Còn làm với những bông hồng nhỏ hơn thì chúng ta sẽ làm cái phần cánh nó ít hơn. Thì các bạn sẽ làm được cái phần hoa như thế này nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm đến cái phần nụ hoa nhỏ nhất. Thì các bạn dùng một cái đoạn vẽ cành như thế này. Với cái phần giấy mà chúng ta vừa cắt cánh hoa thì còn thừa như thế này, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ buộc chúng lại ở phần đầu như thế này. Các bạn có thể chỉ buộc hoặc là keo để dính lại nhá, hoặc là cái phần kẽm si đấy thì các bạn dùng để buộc chúng lại. Đây, như thế này thì mình sẽ buộc này cho các bạn. Đây là các trạng thái hoa mà mình đã làm xong rồi nhá. Thì đây, sau khi các bạn buộc chúng lại như thế này thì các bạn dùng tay xoắn chúng vào như thế này. Ok ạ. Các bạn cũng cắt những cái lớp cánh hoa như thế này. Các bạn bọc cuốn chúng lại. Dùng chỉ để buộc lại. Rồi các bạn dùng tay hơi xoắn nhẹ chúng như thế này. Thì như vậy chúng ta đã cũng làm gần xong cái phần bút nhỏ nhất của bông hoa hồng. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ làm phần đài nha. Thì các bạn dùng một miếng giấy nhỏ như thế này, có kích thước là 6 cm nhân với 7,5. Các bạn gập 4 chúng lại nha. Rồi các bạn cắt để tạo hình cái đài hoa. Với cái phần hoa nhỏ nhất, cái búp hoa nó chưa nở như thế này đấy, thì các bạn cắt đài hoa nó dài một chút nhá. Rồi các bạn dùng tay giãn cái phần bụng cánh hoa ra, xoắn nhẹ phần đầu.
Rồi các bạn đặt thử, ướm thử vào cái phần hoa như thế này. Rồi dùng keo sữa nhá. Các bạn phết keo sữa. Phết keo sữa vào cái phần đài hoa như thế này. Rồi chúng ta dán chúng lại. Ở đây thì mình cắt nó bị thừa rồi, thì mình sẽ cắt bớt nó đi. Thì các bạn làm, các bạn chỉnh cái kích thước sao cho nó phù hợp nhất nha. Rồi chúng ta dùng băng keo sáp để cuốn lại. Và như vậy là chúng ta cũng đã làm xong cái phần đài hoa cho cái phần búp đầu tiên như thế này rồi. Tí tiếp theo thì tương tự chúng ta sẽ làm cho những cái cánh hoa như thế này. Đấy, những bông hoa như thế này nha. Sau khi mà các bạn đã gắn các đài hoa xong thì chúng ta sẽ được các bông hoa hồng như thế này. Đó. Tiếp đến thì chúng ta sẽ làm cái phần là lá hoa nha. Thì thực ra là cái lá hoa này thì mình nghĩ là nó làm thì rất là mất công ấy. Thì các bạn nên tìm mua các lá hoa giả đấy. Thì lúc đó chúng ta chỉ kiểu ghép vào thôi, thì công đoạn làm nó sẽ rất là nhanh. Nhưng mà ở đây thì mình vẫn sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần lá hoa. Nếu như mà bạn nào mà muốn làm hoặc là nó không tìm mua được cái lá hoa hồng giả đấy, thì các bạn có thể tự làm tại nhà nhá. Thì để làm được cái lá hoa hồng giả cũng khá là đơn giản. Các bạn cắt cái mảnh giấy này theo kích thước tùy ý nhé. Cắt làm 3 lá thì chúng ta sẽ làm được 3 lá trên một cành. Các bạn cắt những cái phần ở phần dưới này, chúng ta sẽ tạo thành một dạng nhỏ này đi ạ. Lát nữa chúng ta ghép vào phần cành thì nó dễ hơn nha. Thì sau khi cắt xong được tạo hình cánh hoa như thế này, chúng ta sẽ cắt phần răng cưa. Mình cắt nó rất là xấu. Các bạn cắt tầm khoảng 3 lá như thế này nha. Các bạn cắt tầm khoảng 3 cái lá như thế này trên một cái nhánh lá nhá. Thì nếu như mà bạn nào mà có thời gian thì mà muốn làm cho nó cứng hơn thì các bạn đè cái phần kẽm xi này lên, sau hoặc làm thêm một cái cánh lá như vậy rồi các bạn gắn lên thì sẽ tạo được hình cánh hoa nhá. Nhưng mà ở đây thì hơi vội nên là mình sẽ làm theo cái kiểu cũng không được đẹp lắm đâu. Nhưng mà mình khuyến khích các bạn nên dùng lá giả để làm nhá. Làm như thế này thì nó cũng không được đẹp lắm. Đấy, các bạn cuốn một cái đoạn kẽm xi với băng keo sáp màu xanh như thế này nha. Rồi sau đó thì các bạn dùng keo sữa để phết vào đây. Các bạn gắn vào cái lớp cánh to nhất. Các bạn đặt như thế này nha. Để cho cái phần
tạo được cái phần gân lá đầu tiên cho cái cánh hoa. Rồi các bạn dùng băng keo sáp để cuốn này. Làm như thế này thì nó sẽ nhanh hơn cái việc là các bạn phải dán hai lá vào với nhau, thì nó hơi mất thời gian. Thực ra có rất là nhiều cách làm lá hoa hồng, nhưng mà mình thấy cái cách này nó nhanh nhất, nên là mình hướng dẫn các bạn làm thôi, chứ thực ra thì cái lá này nó cũng không được đẹp lắm. Thì với một cái nhánh hoa hồng mà nó có nhiều cánh ấy, thì nhiều bông ấy, thì các bạn nên làm, các bạn phải làm số lượng lá rất là nhiều nhá. Thế nên là làm thủ công như thế này rất là lâu. Các bạn làm khoảng nhiều cái nhánh lá như thế này, sau đó thì các bạn ghép vào cái phần cành này. Thì ở đây thì mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn là ghép lá vào cái bông hoa hồng lớn nhất thôi. Còn mình không có đủ lá để mà ghép tất cả các cành này vào với nhau đấy. Thì mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn ghép sao cho nó nhìn nó ra cái hình dạng của cái nhánh hoa hồng. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ ghép nha cái phần búp hoa nhỏ nhất với cái búp hoa nhỡ nhỡ như thế này. Thì các bạn sẽ ghép như thế này nha. Dùng băng keo sáp để cuốn lại. Cái phần búp hoa nó nhỏ hơn thì các bạn cho lên cao nha. Rồi ghép thêm một cái nhánh lá vào đây. Tiếp đến thì sẽ ghép chưa cuốn xong. Tiếp đến thì các bạn sẽ ghép vào cái phần cành hoa hồng như thế này, cành bông hoa lớn nhất ấy. Rồi các bạn bẻ ra nhìn nó hơi thôi, tại vì là nó chưa có cái phần lá nhiều ấy, thì các bạn cố gắng là làm phần lá nó nhiều hơn một chút nha, thì nó sẽ rất là đẹp. Mình sẽ ghép cái phần một cái cánh lá to vào đây trước như thế này, để nhìn bông hoa nó sẽ tự nhiên hơn. Cuối cùng thì các bạn sẽ ghép cái phần cành bông hoa nhỏ nhất, bông hoa nhỡ nhỡ vào đây, rồi ghép thêm phần lá vào. Ở đây mình làm rất là ít lá nên là các bạn nhìn nó hơi buồn cười, nên là các bạn cố gắng thì làm lá nó nhiều một chút nha, thì nó sẽ rất là đẹp. Rồi các bạn dùng tay ấy, để chỉnh lại các cái cành hoa ra cho nó trông nó tự nhiên. Nếu mà làm được nhiều cái lá hơn thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều nhá. Như cái cành mẫu mình đã làm ấy, thì làm nhiều lá thì trông nó rất là tự nhiên. Và giờ mình đã hướng dẫn các bạn làm xong cái mẫu hoa hồng như thế này. Thì chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa mà mình đã hướng dẫn nha. Các bạn mà có thắc mắc gì thì cứ để lại cái bình luận bên dưới, thì mình sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn. Với những cái cành hoa hồng như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể làm để
tặng hay là để cắm ở nhà thì rất là đẹp nha. Đây là hai cái cành mẫu mình đã làm. Cành mình vừa làm xong thì nó khá là xấu vì nó rất là ít lá. Thì chúc các bạn thành công với cái mẫu hồng này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Với những cái loại hoa khác mình sẽ cố gắng tìm hiểu và sẽ cho ra các mẫu hoa mà phổ biến nhất mà các bạn đang cần. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại nha.